hồi 56, cứu em rể, thoát nơi hang thẳm. Thu Tam Bảo, mưu bắt người tài. Người mé Tây họ giao tên Lục, ngoại hiệu là Quảng Diệu Sơn, người mé Đông Bắc họ phi tên Thất, ngoại hiệu là Bả Sơn Xà. Hai người nói chuyện với nhau. Không về trong bụi có người nghe trộn. Giao Lục đi đã xa còn phi thất thời bị Đinh Triệu Huệ non theo, thò tay nắm cổ xô xuống đất đè lên hỏi rằng, phi thất, mi nhìn biết ta hay không, phi thất đáp, Đinh nhị gia đây mà, làm gì ngài bắt tôi như vậy? Triệu Huệ hỏi, ta hỏi mi vậy chớ hang thông thiên ở đâu? Phi thất nói, đi qua mé tây một hồi, ngó ngoái lại dòng qua mé nam có một cửa đá theo lưng chừng núi, đó là hang thông thiên. Triệu Huệ nói, vậy chừng thời mi cho ta mượn y phục và chiêu bài cho ta dùng một lát. Phi thất liền móc trong lưng lấy chiêu bài đưa ra, rồi cởi áo quần đưa cho Triệu Huệ. Triệu Huệ liền trói phi thất và bịt miệng lại rồi nói, thôi, phiền mi ở đây sáng sẽ có người đến cứu nói rồi đem chiêu bài mặc y phục vào nhắm hang thông thiên đi tới tới nơi quả thấy có cửa đá thêm một túp lều tranh ba căn trong ấy có người ca hát triệu huệ liền cất tiếng khu bớ lý tam ca bớ lý tam ca người là quả tên lý tam lý tam hỏi rằng ai kêu đấy hỏi rồi chạy ra dòng triệu huệ một lát lại hỏi xin lỗi vậy chú là ai triệu huệ đáp tôi tên phi thất người xa mới tới hầu viên ngoại vừa nói vừa đưa thẻ bài cho lý tam coi và nói tiếp nhưng giao lục mới bẩm với viên ngoại rằng họ triển đập mâm ném chén sau đó mà viên ngoại không tin nên sai tôi tới đây đem họ triển tới đối chất lý tam nói từ đem y đi mỗi việc y làm đều khó chịu lắm triệu huệ nói viên ngoại đương chờ kia mà anh chưa mở cửa thời làm sao lý tam nói anh cứ kéo cái khoen đồng bên cánh cửa giả đó thời cửa thật mở ra có khó gì triệu huệ nghe theo đưa tay kéo nhẹ nhẹ quả nhiên cửa liền mở ra lý tam kêu rằng bớ triển lão gia viên ngoại tôi xin mời ngài chỉ nghe trong ấy có tiếng nói viên ngoại mi mời ta làm gì triệu huệ thấy triển chiêu ra khỏi rồi liền buông cái khoen cửa đá liền khép kín lại triệu huệ dắt đường cho triển chiêu đi một đổi liền đứng lại hỏi triển huynh nhìn có biết tôi không triển chiêu định thần xem kỹ lại rồi hỏi của nhị đệ làm sao tới đây được Triệu Huệ bèn đem việc các anh em tựu tại đảo hãm không bàn mưu thuật lại cho triển chiêu nghe. Hai người đi lần lần tới mé rừng tre phía đông ngủ nghĩa thính, nghe Bạch Ngọc đường sai Bạch Phúc, tới chỗ bí yến rừng tùng ngồi đó rình đợi. Chẳng bao lâu thấy Bạch Phúc đi trở lại, tay sách lồng đèn vai mang cái túi vừa đi vừa hát, thỉnh thoảng lại ngoái lại sau. Bỗng nghe có tiếng gì khô rẹp một cái, quay lưng lại thời vạt áo mắt vào trà gai, miệng nói lẩm bẩm rằng, thế mà tưởng là cái gì. Ai về là Mi, nói rồi để lồng đèn và cái túi xuống, quay lại gỡ vạt áo ra, gỡ xong ngó lại đèn đã tắt rồi mà cái túi cũng mất, Thất Kinh hồn vía muốn la lên chợt có người nắm lại hỏi rằng, Bạch Phúc Mi có nhìn được ta hay không? Bạch Phúc nhìn kỹ rồi nói, Lại Triển lão gia, tôi có tội gì mà làm khổ tôi vậy? Triển Chiêu nói, ta không hại gì mi đâu mà mi sợ, mi phải nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe, nói rồi ôm Bạch Phúc đem qua một bên đường, nắm tay sửa chân rồi bỏ nằm xuống đất. Bạch Phúc không thể đứng dậy nổi. Triển chiêu lại nói, mà mi ở đây e lạnh lắm, sẵn có hòn đá đây để ta đắp mình cho. Bạch Phúc nói, tôi không lạnh, nếu lão gia đắp mình cho kiểu đó chắc chết bẹp liền. Triển chiêu liền dằn cục đá lên rồi đi lại gốc cây lấy cái túi. Ai về cái túi không còn ở đó, triển chiêu thất kinh dòng kiếm giáo giác, bỗng thấy có bóng đi xa xa liền chạy theo tới gần nghe cười khúc khích. Triển chiêu nói, ta tưởng ai khoái té ra từ khánh đây mà, vậy tam đệ tới đây hồi nào từ khánh đáp tôi thấy triển huynh bèn đi theo tôi sợ tam bảo có thể bị xâm phạm nên cũng theo giúp sức ai dè triển huynh lo đắp mình cho bạch phúc mà quên cái túi này đi nếu tôi không lấy chẳng rõ lại về tay ai nói dứt lời cả hai cùng nhau ra khỏi rừng tùng đi riết lại ngũ nghĩa thính thấy trong ấy đương bày tiệc đinh triệu lan ngồi trên liễu thanh ngồi mé tả còn ngọc đường ngồi lại chủ tọa một bên có để bảo kiếm của triển chiêu Bạch Ngọc Đường nói với họ Đinh, họ liễu rằng, thưa hai anh, tôi sợ dĩ dụ triển hộ vệ đến đây để làm cho bao tướng gia hết phép, chừng đó tôi mới đã giận, mà mấy anh tôi kia cũng khó mà ở yên trong phủ khai phong, nói rồi cười ha ha. Từ Khánh nghe nói phát giận sách đao nhảy vào nói lớn rằng, bớ họ Bạch, coi đao ta đây, Bạch Ngọc Đường đương nói chuyện bỗng thấy thình lình như vậy, liền với lấy bảo kiếm, ai về Triệu Lan đã lẹ mắt thấy Từ Khánh vào liền lấy trước rồi. Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, liền nhảy né qua một bên đưa ghế ngồi lên đỡ. Bốp! Hai chiếc ghế đã vỡ toát ra, Từ Khánh lại nhảy tới chém tiếp, Ngọc Đường né rồi nói rằng, bớ họ từ ta sẽ có chuyện nói cho mà nghe đã, ngừng tay lại, Từ Khánh nói, nói gì, nói đi, Ngọc Đường nói, ta thừa biết mi cùng anh em họ đinh tới đây cứu họ triển, song ta đã có lời nói với y rồi. Bất cứ ngày nào hễ y lấy lại được tam bảo thời ta liền đi theo về phủ khai phong, y đã hứa rằng trong ba ngày sẽ lấy lại được. Mi phải biết, y đã không lấy được lại cậy nhiều người tới cứu y, dẫu có cứu được nữa mà về tới phủ không có tam bảo thời lấy gì phục lệnh, còn mặt mũi nào mà ra mắt bao tướng gia, từ khánh nghe nói cười rồi kêu triển chiêu đem tam bảo vào. Triển chiêu sách túi đựng tam bảo bước vào nói rằng, tớ hiền đệ, liệt huynh không quên lời hứa đã thu được tam bảo lại rồi xin đem trình diện. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, chưa biết nghĩ làm sao, nếu theo lên phủ khai phong thời uổng mất hùng tâm nhuệ khí của mình, còn không thì thời thành ra nói láo. Đương còn suy nghĩ, chợt nghe từ khánh hét rằng, sự đã thế này mi còn nghĩ gì nữa đó. Ngọc Đường nghe nói cả giận lấy cái ghế chém hư khi nãy chọi liền. Từ khánh nhảy sốc tới chém. Bạch Ngọc Đường vội vàng cởi áo xé làm hai, cầm lên đỡ gạt và lui dần ra ngoài rừng tre rồi bỏ đi mất. Lưu Phương kêu rằng, bớ ngu đệ, dùng bước lại liệt huynh sẽ có chuyện nói ngọc đường không trả lời cứ việc đi thẳng qua mé tây không ai rượt theo chỉ có một mình từ khánh rượt theo mà thôi lại nói khi liễu thanh đương uống rượu thấy từ khánh bước vào gây ra cuộc giao đấu sau lại thấy có nhiều người tới cửa nhốn nháo một hồi từ khánh rượt ngọc đường chạy rồi ý muốn ra tay tiếp ứng song thế khó bèn lén lén đi mất còn anh em họ đinh và lư phương bàn nhau nên vào rừng tre tìm ngọc đường vừa đi một đổi thấy từ khánh trở lại nói rằng, ngũ đệ đã đi biệt tâm rồi, biết đâu mà kiếm, Lư Phương dậm chân nói rằng, ôi, các em quên hay sao? Mé sau núi này là ngọn sông Tùng Giang, qua khỏi đấy thời tới phủ Tùng Giang, thật là một đường tắt rất gần, người ngoài không ai tới được. Ngũ đệ ở đây thường ra cầu độc long đê đi qua lại vì không biết lội. Cầu độc long vốn là một đường lõi sắt, có hai cái móc to, một đầu móc bám vào sườn núi, một đầu móc vào mé bờ bên kia qua lại rất tiện, nay ngũ đệ đã dùng cầu độc long đi rồi, triệu huệ nói, vậy thời đúng với lời của tưởng tứ đệ nói, chắc ngũ đệ đã xuống phủ khai phong rồi. May ta đã thu lại được tam bảo, bây giờ nên trở vào lư gia trang sắp đặt thủy thủ sắm sửa thuyền chèo qua thôn mạc hoa cùng với tứ đệ bàn luận, bạch ngọc đường nhảy ra khỏi tường, đi riết ra phía sau núi, nghĩ rằng đi qua cầu độc xong có thể trong nháy mắt sẽ đến Tùng Giang té ra xem kỹ lại thời cầu độc long đã bị ai móc thả lùng thùng xuống đáy sông rồi, bạch ngọc đường hoảng kinh sợ có người theo kịp. Chợt nghe có tiếng sột soạt trong chòm lao có chiếc thuyền câu chèo ra. Bạch ngọc đường mừng lắm kêu rằng, bớ thuyền câu, mau lại đưa dùng tôi qua sông, tới bờ sẽ có lễ tạ, thuyền ấy tới gần, có một ông già nhìn ngọc đường mà nói rằng, lão bắt cá nuôi thân, chớ không đưa khách, bạch ngọc đường năng nỉ rằng, xin lão trưởng làm ơn đưa tôi qua sông sẽ hậu lễ tạ ơn ngư ông nói đã như vậy xin đừng quên lời hứa nói rồi chèo thuyền ghé lại bên sườn núi bạch ngọc đường bước xuống thuyền ngư ông cất mái chèo chèo ra giữa dòng sông rồi ngừng lại nói rằng bắt lương từ đầu chớ không ai vuốt đuôi vậy quan khách có tiền cấp cho lão đi rồi sẽ đưa cho tới bờ bạch ngọc đường nói thời ông cứ đưa tôi vào bờ rồi sẽ đền ơn chẳng dám quên lời ước ngư ông nói lời nói nhắm chẳng lấy gì làm chắc Xin quan khách tính cho xong trước sẽ lên bờ, Ngọc Đường không biết tính sao, liền cởi áo đưa cho ngư ông mà rằng, "Áo này có thể vừa số tiền quá gian." Chớ, ngư ông tiếp lấy và nói, "Đó là phép tắc của người đi thuyền, xin khách chớ lấy làm lạ." Nói dứt lời thấy có một chiếc thuyền khác chèo tới như bay, người trên thuyền kêu ngư ông mà nói rằng, "Cha chả. Bữa nay phát tài lắm đa." Ngư ông đáp, "Có gì đâu mà phát tài, chẳng qua được cái áo mà thôi." Người nọ nói, "Chẳng cần miễn áo ấy cầm được đủ chút ít tiền chúng ta uống rượu, ngư ông thấy thuyền kia chèo tới liền cầm áo liền qua, rồi nói, bây giờ tôi cũng đã thèm rượu lắm, vậy chúng ta cùng đi, nói rồi nhảy qua thuyền bên kia chèo vụt đi mất. Bạch Ngọc Đường thấy ngư ông đi rồi không lẽ để thuyền trôi bồng bềnh trên mặt nước hoài, bèn lấy xào bơi, hết sức bơi lại chèo, xong thuyền cứ quay tròn giữa sông mãi. Bạch Ngọc Đường nói thầm rằng, nếu biết như thế này ta đâu có xuống thuyền câu làm gì đương lúc than thở như thế, chợt thấy trong khoang thuyền chui ra một người đầu đội nón tre, dở nón ra nói rằng, đã lâu không gặp ngũ đệ, vậy mừng ngũ đệ vô sự ở đời có ai được trọn hay, việc đời cũng chẳng trọn may được, ngũ đệ bất tất phải than nghĩ, bạch ngọc đường xem kỹ lại người ấy là tưởng bình, mặc y phục lội nước, thời cả giận nạt rằng, thằng kia, ai là ngũ đệ của mi mà gọi. Hồi 57, Cầu Độc Long, Minh Huynh bắt nghĩa đệ. Phủ Khai Phong áng tướng đại hiền hào, Tưởng Bình nói: phải, ta là thằng đang ốm đây, mà sao từ hồi nào tới giờ không giỏi chèo thuyền đi? Hay là theo cầu độc long mà qua sông? Bạch Ngọc Đường nghe nói cả giận, dơ sào đập đại. Tưởng Bình né một cái nhào xuống sông, Bạch Ngọc Đường chăm chú đưa mắt ngó theo và bơi thuyền vào bờ, song thuyền vẫn không lay động. Chợt thấy Tưởng Bình ló đầu vịn bê thuyền hỏi rằng: ngũ đệ muốn uống nước hay không? Ngọc Đường chưa kịp trả lời thời thuyền đã úp xuống chìm ngấm, làm cho con chuột lông gấm, cẩm mau thử, là Bạch Ngọc Đường ướt lướt thước như chuột lột. Tưởng Bình sợ Bạch Ngọc Đường uống nước nhiều mà chết, thấy đường đã mê mang vội ôm lên bờ mé bắc. Vào tới bờ đã có nhiều thuyền đậu trực ở đó. Bọn thủy thủ thấy Tưởng Bình bắt được Bạch Ngọc Đường bèn reo lên rằng, tứ gia thành công rồi. Reo dứt tiếng, áp lại chung quanh Bạch Ngọc Đường xốc nước. Tưởng Bình nói, ngũ gia uống nước ít, không hề gì đâu, cứ việc khiên về thôn Mạc Hoa rồi sẽ cứu tỉnh lại các thủy thủ vân lời, khiên Bạch Ngọc Đường về thôn Mạc Hoa. Hai anh em họ Đinh cùng với Triển Chiêu, Lư Phương và Từ Khánh trở về thôn Mạc Hoa, vừa tới nhà liền hỏi người nhà rằng, tứ gia có được khá hay không? Mọi người đáp, chiều hôm qua khi các ngài đi rồi thời tưởng gia cũng đi, Lư Phương hỏi, vậy có nói là đi đâu hay không? Họ đáp, nghe nói rằng hẹn với anh em bạn ở đâu đó, ai nấy nghe đều lấy làm lạ, duy một mình lư phương hiểu xong không nói ra khi vào tới trong nhà triệu lan chạy đi ra mắt thái thái triệu huệ sai gia đinh dọn rượu thịt tất cả cùng nhau giải lao đã trọn một đêm dầm sương trèo núi rất cực nhọc tiệc bày xong ai nấy vừa ngồi vào thấy có gia đình vào báo rằng tưởng tứ gia mới về lại có khiên bạch ngủ gia theo nữa các vị anh hùng nghe báo đều kinh hãi cùng chạy ra xem đúng là tưởng bình về và có khiên bạch ngọc đường theo tới trang môn tưởng bình liền truyền cởi trói Bạch Ngọc Đường ra, tuy bây giờ Bạch Ngọc Đường đã mửa nhiều nước tỉnh lại rồi xong còn đờ đẫn lắm. Lưu Phương thấy vậy cũng chảy nước mắt. Từ Khánh thì trợn mắt giận, còn tưởng bình thì cười. Bạch Ngọc Đường mở mắt thấy tưởng bình ngồi sổng dậy hét rằng, thằng ốm ho kia, ta không thể nhịn thu mi được. Triển chiêu vội vàng ôm lại nói rằng, ớ ngủ đệ ơi. Đừng làm như vậy, các việc đều tại liệt huynh cả, Vậy có trách thời cứ trách một mình triển chiêu đây, hai anh em họ Đinh cũng lật đật đỡ Ngọc Đường mà nói rằng, xin mời ngủ đệ vào nhà tắm gội sạch sẽ rồi cùng nhau đàm đạo, Bạch Ngọc Đường nhìn lại mình thời thấy áo quần lấm lem ướt ác khó coi lắm, không biết trả lời làm sao, cúi đầu một lát lâu rồi nói, tôi xin vâng lời, triệu huệ sai tiểu đồng dắt Bạch Ngọc Đường vào nhà tắm gội. Bạch Ngọc Đường dở rèm bước vào, thấy đã sẵn cả nào là bồn tắm khăn lau, phấn, dầu, lại có cả áo lụa, quần là, khăn hoa, giày láng đều toàn là đồ mới. Kế tiểu đồng bưng nước nóng vào, mời Bạch Ngọc Đường gội xong lấy lượt chải gỡ tóc, rồi lại đi bưng thêm nước vào rửa mặt dội mình, tắm gội xong xuôi, mặc y phục, đội khăn mang giày, nhất nhất đều vừa vặn cả. Trong lòng Bạch Ngọc Đường bây giờ cảm kích ơn hai anh em họ đinh lắm, mà lại cũng vẫn còn giận tưởng bình rất nhiều. Bỗng đâu đinh triệu huệ ở ngoài đi vào và nói rằng, ngũ đệ tắm gội xong rồi, xin mời lên nhà khách uống rượu và nói chuyện, Ngọc Đường đi theo tới nơi thấy ai nấy đều đủ duy thiếu mặt tưởng bình. Triệu Lan bèn mời tất cả ngồi vào tiệc. Ai nấy yên vị rồi Triệu Lan cầm ly, Triệu Huệ cầm bầu rót một ly đưa cho Ngọc Đường và nói, chắc ngũ đệ đã đói lắm, xin mời cạn chén này cho ấm rồi sẽ dùng cơm, Bạch Ngọc Đường tiếp uống, Triệu Huệ lại rót đưa cho một người một ly. Lưu Phương nói, này ngũ đệ, những chuyện qua rồi, bất luận là ai phải ai trái đều để cả cho ngu huynh lên phủ khai phong chịu hết, để cho ngũ đệ được rạng rỡ mày mặt, Bạch Ngọc Đường nghe nói giận lắm, song chẳng lẽ cự với Lưu Phương, nên nói dịu rằng, bảo tôi lên phủ khai phong thời chắc tôi chẳng vâng lời, triển chiêu ngồi một bên nghe nói, chen lời rằng, ngũ đệ chớ nói như vậy, phàn làm việc gì nên phải xét trước đôi ba lần đã, lời của Lưu Huynh nói đó là phải lắm, Ngọc Đường cự rằng, ba hay bốn lần gì. Cứ nói tắt một lời là tôi không chịu lên phủ khai phong mà thôi, triển chiêu còn muốn nói chuyện với Bạch Ngọc Đường song sợ y không thuận lời lại sinh ra cải cọ rầy rà nên lặng thinh suy nghĩ. Đương còn tư lự chợt thấy tưởng bình bước ra nói rằng, Bạch Ngũ Đệ, sao em lại ý tài như vậy? Em đã hứa với triển huynh rằng khi nào thu được tam bảo thời em liền theo lên phủ khai phong, bây giờ người đã thu được rồi, em có nuốt lời thời cũng nên nói lời gì mà năng nỉ, lẽ đâu chạy trốn nếu không có tôi với anh em họ đinh thu xếp cho thời em sẽ ra thế nào em làm như vậy là thất tính họ chẳng hổ với triển huynh và thêm phụ lòng tốt của anh em họ đinh sao bạch ngọc đường nghe nói hét lên một tiếng rằng thằng kia tao thề không cùng mày đứng chung trên mặt đất nói rồi lại định liều mạng với tưởng bình anh em họ đinh lật đật ôm lại can rằng ngũ đệ chớ nóng nảy như vậy tưởng bình cả cười rằng ngũ đệ ôi em có đánh anh đi nữa Ta cũng chẳng thèm đỡ đâu, mà không, để chơi cho biết, chỉ làm cho thấy được thể diện mà thôi. Bạch Ngọc Đường hỏi rằng, mày nói cái gì là thể diện? Tưởng Bình đáp. Em nói rằng em vào hoàng cung đề thơ trong đền Trung Liệt, giết người tại Vạn Thọ Sơn, khuấy bàn thái sư Hải Thiếp là giỏi, xong đó chẳng qua là cậy ở tài soi tường leo vách, chớ bao giờ dám làm việc đàng hoàng nơi thanh thiên Bạch Nhật. Thiên tử Lâm Triều, văn võ bái chúc, nghiêm trang oai võ khiến cho người thấy mà lạnh mình rỡn gáy hay là bao tướng gia thăng đường vì dân khí thế hùng dũng khiến cho người trông thấy mà phải cải tà quy chính liền em thật là oai hùng song anh chắc em tới đó thấy nghi vệ đường đường sẽ tuân theo vương hóa em không dám lên phủ khai phong tức là không dám thấy nghi vệ đường đường vậy bạch ngọc đường không ngờ tưởng bình nói kích mình nên đáp rằng ớ thằng ốm kia mi tưởng ta là người thế nào mà dám buông lời như thế Dẫu tại phủ Khai Phong toàn là non gương rừng giáo ta cũng chẳng sợ đâu, để ta đi cho Mi coi tưởng bình cười rằng, chắc hay không?" Ngọc Đường đáp, "Sao lại không chắc?" Tưởng Bình nói, "Phải, nếu em dám lên phủ Khai Phong ra mắt bao tướng gia để nghe hiểu dụ, thời mới thật là trượng phu quân tử, ví bằng ỷ có tài soi vách nhảy rào, làm càng nói bướng rồi trốn chui trốn nổi thời có khác chi loài giặc cướp vô lương." Bạch Ngọc Đường vốn là người tài cao khí ngạo lẽ nào chịu được lời nói sóc như thế? nên nói lớn lên rằng ừ để rồi đây ta lên phủ ra mắt bao công chừng ấy mi ráng mở mắt cho lớn xem ta dám thấy chính nghĩa hay không cho biết triệu lan nói rượu thịt sẵn sàng sao chưa uống mà cứ cãi cọ hoài như vậy nói rồi rót rượu trao cho bạch ngọc đường một ly triệu huệ cũng rót cho tưởng bình một ly ai nấy thấy hai người uống cạn rồi liền ngồi lại mà ăn uống bạch ngọc đường ngó tưởng bình mà hỏi rằng ta với mi vẫn không thù khích sao lại dìm ta xuống nước là cớ gì tưởng bình nói em nói sao không biết nghĩ nào phải lỗi tại ta em nhớ coi ai không xét nghĩa anh em muốn dứt tình cô sào đập trước cho ta té xuống sông phải ta không biết lỗi thời chết chìm rồi còn gì ai nấy nghe nói cười xòa triển chiêu bưng lên một ly rượu đưa cho ngọc đường và nói này ngủ đệ việc đó đều lỗi tại liệt huynh nay có cả anh em liệt huynh xin nói ngay rằng hiền đệ có hơi tự tiện nên mới đến nỗi này Thế mà thôi, nay hiền đệ đã chịu lên phủ khai phong vậy liệt huynh nguyện rằng, sau này vinh nhục có nhau, nếu hiền đệ không phụ tất lòng xin cùng cạn ly rượu, ai nấy nghe nói đều khen rằng, lời tuy vắng tắt mà ý rất sâu xa, Ngọc Đường vui lòng bưng ly rượu uống cạn rồi nói, tiểu đệ cùng đại huynh vẫn không hiềm khích mà thật là nghĩa khí đồng nhau, chuyện này tại tiểu đệ tuổi nhỏ trí non, nên xin nhiều điều bậy bạ. Khi tới phủ khai phong, tiểu đệ xin nhận tội, không để lụy tới đại huynh xin lấy lượng hà hải mà dung thứ, nói rồi rót một ly rượu trao cho Triển Chiêu. Triển Chiêu uống cạn, rồi lại rót đưa cho Tưởng Bình một ly mà rằng, có ly rượu này, xin tứ ca uống mà lượng tình cho, Tưởng Bình vui cười mà uống. Ai nấy cất chén, mừng rỡ vô hạn, tiệc xong Triển Chiêu vào ra mắt Thái Thái và cáo từ, lại có thư cảm tạ quan Thái thú phủ Tùng Giang. Hai anh em đưa năm người ra khỏi cửa, xem thấy cả năm đều lộ vẻ hào kiệt anh hùng thời vui lòng mà trở vào nhà năm người thẳng đường về đến phủ khai phong. Triển chiêu vào trước ra mắt công tôn sách, bàn luận cầu xin bao công bảo tấu cho Ngọc Đường, rồi sau mới gặp mặt với Vương, Mã, Trương, Triệu. Ai nấy thấy Ngọc Đường hình dung đẹp đẽ, tướng mạo anh hùng đều khen. Công tôn sách và triển chiêu vào ra mắt bao công đem tam bảo dâng lên. Bao công cho mời Bạch Ngọc Đường vào thư phòng, triển chiêu ra truyền lệnh. Ngọc Đường vội vã đứng dậy đi liền. Tưởng Bình cản lại mà rằng, ngũ đệ với tướng gia là bà con hay là bầu bạn? Ngọc Đường đáp, đều không phải cả. Tưởng Bình nói, vậy thời ngũ đệ phải biết mình là người có tội chớ, Bạch Ngọc Đường tỉnh ngộ, đứng sững lại. Hồi 58, Cẩm Mau thử được phong hộ vệ. Đặng cửu như may gặp ân nhân. Bạch Ngọc Đường nghe Tưởng Bình nói, liền khen phải, rồi cậy lo liệu dùng cho mình. Triển chiêu liền sai đầy tớ đi lấy y phục tội nhân và hình cụ, đem ra thay đổi và mang cho Bạch Ngọc Đường. Triển chiêu đi vào thư phòng bẩm cho bao công hay trước, còn ai nấy cùng theo Bạch Ngọc Đường đứng đợi ngoài thư phòng. Lại thấy Lý Tài ra truyền rằng, tướng gia cho mời Bạch Nghĩa Sĩ một câu nói ấy làm cho Bạch Ngọc Đường không biết đi đứng ra sao. Lư Phương liền ra dấu bảo quỳ, Bạch Ngọc Đường vâng lời đỡ rèm bước vào quỳ xuống nói nhỏ rằng, tội dân là Bạch Ngọc Đường phạm đến thiên điều, xin tướng gia xuống phước giúp lời tấu cho, nói rồi cúi mặt xuống. Bao công cả cười mà rằng, này ngũ nghĩa sĩ, bản quan đã có tấu văn đỡ cho rồi, nói đoạn quay lại dạy triển chiêu cởi hình cụ và thay y phục cho Ngọc Đường rồi cho ngồi. Bạch Ngọc Đường không dám ngồi, đứng dưới ngó lên thấy bao công mặt sắc trang nghiêm thời đã có lòng khiếp sợ, còn bao công xem kỹ Ngọc Đường hình dung tuấn tú, diện mạo khôi ngô thì cả mừng, bèn đem các việc cũ ra hỏi. Ngọc Đường không giấu giếm điều chi, nhất thiết đều cung nhận. Bao công nghe xong gật đầu nói rằng, thánh thượng nhắc nhở bản quan tìm cho được nghĩa sĩ, nhưng không có ý muốn làm tội, mà thật là khắc mộ hiền tài, xin nghĩa sĩ yên lòng, mai này bản quan tâu đỡ cho ác có cơ may, lại quay ra dặn triển chiêu rằng, triển hộ vệ và công tiên sinh thay mặt bản quan đối đãi đằng nghĩa sĩ cho tử tế, công tôn sách và triển chiêu vân dạ cùng các dũng sĩ, nghĩa sĩ lui ra ngoài. Công tôn sách nói, bữa nay chúng ta đánh chén mừng cho bạch ngũ đệ, sáng ngày nếu được xá tội rồi, chúng ta lại được ngủ đệ đáp cho chén rượu càng vui hơn, Bạch Ngọc Đường nói, chỉ e tiểu đệ, phước mỏng mạng hèn, không hưởng được hàm ân, nếu được như nguyện tiểu đệ sẽ có tiệc rượu túy lao, bấy giờ rượu thịt đã được dọn ra xong xuôi, ai nấy đều phân theo thứ tự ngồi lại ăn uống, rất hợp ý tâm đầu. Ăn uống xong, công tôn sách về phòng riêng, tả tấu tráp, bao công xem lại kỹ càng. Ngày sau bao công truyền cho triển chiêu, Lư Phương, Vương Triều, Mã Hán cùng đem Bạch Ngọc Đường vào triều. Bạch Ngọc Đường vẫn mặc y phục tội nhân đi theo các vị anh hùng, vào đợi tại triều phòng. Còn bao tướng vào chầu, dân tráp vang lên thiên tử. Vua nhân tôn xem xong, vui lòng lắm, vời bao công lên điện, bao công lại nói cho một lần nữa. Vua liền truyền trần lâm cho Bạch Ngọc Đường bỏ y phục tội nhân mà mặc quần áo thường nhân và vào bái kiến. Trần Lâm mang ơn đã cứu mình nên thấy Bạch Ngọc Đường liền trí tạ rồi mới truyền thánh chỉ. Ngọc Đường thay đổi y phục rồi theo Trần Lâm vào trước ngai vàng phủ phục tung hô. Vô thấy người diện mạo anh hùng phong tư lẫm liệt thời rất vui, lập tức xuống chỉ gia phong triển chiêu chức tứ phẩm hộ vệ, còn Bạch Ngọc Đường dự hàm tứ phẩm hộ vệ, cả hai đều nhận chức tại phủ khai phong. Bạch Ngọc Đường bây giờ đã yên lòng cuối dưới ngai vàng bái tạ. Ai nấy đều vui, duy một mình Lưu Phương vui hơn hết. Sau khi bãi chầu, tất cả đều lui về phủ khai phong, bấy giờ đã có tin về trước rồi ai nấy nghe đều mừng rỡ triển chiêu dục ngọc đường thay đổi phục sức theo chức hộ vệ rồi dắt đi vào thư phòng ra mắt bao công nhắn nhủ ít lời rồi cho lui ra ngọc đường y như lời hứa đặt tiệc đãi các anh em các vị anh hùng tất chén nghiêng bầu chuyện trò vui vẻ thế mà lư phương còn một việc chẳng vui vương triều nói thưa lư đại ca nay là ngày hoan nghỉ ngũ đệ đã được gia phong mà đại ca buồn bã như vậy sao đáng, tưởng bình nói, đại ca buồn ấy tôi biết rồi, mã hán nói, biết thời cho tôi nghe với, tưởng bình nói, vả chăng anh em chúng tôi cả thảy năm người, thế mà nay bốn người giàu sang, một người khổ cực, thời không buồn sao được. Lưu Phương nghe nói lời ấy liền xa nước mắt. Tưởng Bình nói, xin đại ca yên dạ, em nguyện sáng nay sẽ đi tìm nhị ca, Bạch Ngọc Đường cũng xen lời xin đi tìm hàng chương. Lưu Phương nói, ngũ đệ mới chịu ơn vua phấn nước, không nên bỏ chức đi xa, vả lại tìm nhị đệ thời phải dò hỏi các nơi chớ đông người thời ít gì, để một mình tứ đệ đi là đủ, Ngọc Đường vân lời. Hôm sau, tưởng bình ra mắt tướng phủ xin đi tìm hàng chương, rồi chuẩn bị hành trang, giả dạng đạo nhân nhằm đơn phụng lĩnh, túy vân phong mà đi. Lại nói về hàng chương sau khi tảo mộ xong, nghe bọn tưởng bình đã về phủ thời cũng từ giả hòa thượng đi qua Khánh Châu, ý muốn du thưởng Tây Hồ. Ngày nọ tới huyện Nhân Hòa, trời tối liền vào trấn điếm mướn phòng ở cơm tối xong, vừa muốn yên nghỉ, nghe cách vách có tiếng con nít khóc, và tiếng người Sơn Tây nói liếu lo lăng liếu không biết là nói những gì, trong bụng vì cớ ấy mà không yên liền bước ra khỏi phòng, đứng ngoài nhìn vào, thấy người Sơn Tây ấy tay vất tay và đánh đứa nhỏ, bắt gọi mình bằng cha. Đứa nhỏ không chịu. Hàng chương thấy vậy tội nghiệp nói rằng, bạn ơi, đứa nhỏ như vậy sao mà đánh đập nó quá thế? Người nọ đáp, khách quan chưa hiểu, nguyên đứa nhỏ này tôi gặp dọc đường, mua hết năm lượng bạc về làm con nuôi, đi đường tốn hao cũng nhiều, nó chỉ gọi tôi bằng chú, đến đây nó không gọi tôi bằng cha mà cũng không gọi bằng chú nữa. Hàng chương nói, người đời đều có duyên phận, đứa nhỏ này tôi mến lắm, nông rất dễ thương, vậy chú rộng lòng bán nó lại cho tôi. Người nọ đáp, nếu quan khách cho thêm tiền lời, tôi sẽ bán lại cho hàng chương gật đầu, móc túi ra hai đỉnh bạc ước tám, chín lượng đưa ra nói rằng, trả cho chú năm lượng vốn, còn bao nhiêu là tiền lời có được không? Người nọ gật đầu, dắt đứa nhỏ giao cho hàng chương, rồi lấy bạc đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại, lại nghe đứa nhỏ nói, như vậy càng tốt, hàng chương liền dắt nó về phòng mình cật hỏi đầu đuôi, đứa nhỏ vừa khóc vừa nói, tôi tên Đặng Cửu Như, ở tại huyện Bình. Cha tôi đã chết còn lại hai mẹ con. Tôi có một người cậu tên Võ Bình An, là người gian ác, Ngày nọ cậu ba tôi cổng tới một người xin gửi, nói rằng đó là người thù của cậu hai tôi, nên tính sẽ dùng mà tế sống cho cậu hai. Khi cậu ba tôi đi rồi, mẹ tôi bèn hỏi người ấy, mới hay là cháu của bao thừa tướng nên thả cho đi rồi treo cổ tự vẫn. Cậu tôi thấy vậy trở lại cho mẹ tôi, tôi nhớ thương mẹ tôi lắm nên kêu khóc, cậu tôi giận, đá tôi chết giấc, đến lúc tỉnh dậy, thấy mình ở trên vai người sơn tây đó, người đó cổng lại đây có ý muốn bán nên vậy tôi kêu bằng cha, chớ y có tốn hao tiền của gì mà năm lượng bảy lượng, hàng chương nghe rõ mừng rỡ vô cùng, cửu như nói rồi lại hỏi hàng chương rằng, chẳng hay bác đi đâu mà ghé trấn điếm này. Hàng chương nói, ta có chuyện đi qua Khánh Châu, song đường xa xôi, không thể đem cháu theo cho tiện. Vậy sáng ngày bác kiếm chỗ gửi cháu ít ngày, lúc trở lại sẽ đem về Đông Kinh, cháu chịu hay không? Cửu như dạ dạ và hỏi tên họ hàng chương sáng ngày hàng chương dắt cửu như đi song e nó còn nhỏ hay lót lòng buổi sáng nên kiếm tiệm bánh mua cho nó ăn thấy đầu đường có tiệm bánh liền dắt nhau đi vào ông già chủ tiệm đương làm bánh thấy có người tới liền chạy ra nhìn cửu như một hồi rồi thở dài hàng chương hỏi lão trượng vì sao ông thấy tôi lại thở dài như vậy ông già nghe hỏi vừa khóc vừa nói tôi thấy cháu đây hình dung tương tự con tôi nên tôi nhớ con tôi mà than thở tuổi già hiu quạng, chỉ có một đứa con vừa 7 tuổi, mà nó mới chết cách đây ít lâu, hàng chương nghe nói nghĩ thầm rằng, ông già này coi bộ rất thành thật, vả lại đương nhớ con, nếu để cửu như ở lại với ông, chắc ông yêu mến lắm, nghĩ rồi hỏi rằng, chẳng hay lão trưởng tên họ là chi. Ông già đáp, tôi họ trương, người phủ gia hưng tới. Mở tiệm bánh ở đây đã lâu năm rồi, hàng chương hỏi sơ sài ít câu rồi đem chuyện gửi đặng cửu như cho trương lão hay. Trương lão nghe nói mừng lắm nhận lời liền. Hàng Trương lại hỏi cửu như có chịu không? Cửu như đáp, nếu bác có chuyện đi Khánh Châu, thời cháu xin ở đây đợi, chừng nào về xin ghé trước, chớ đừng bỏ cháu tội nghiệp. Hàng Trương cả mừng móc trong túi ra một đỉnh bạc, đưa cho Trương lão mà rằng, xin lão trượng cầm tạm chút của này, dùng làm tiền trà thuốc và chút bánh trái cho cháu tôi. Hồi năm mươi chín, tử nhiên bá quyết lòng trừ mã can. Đinh Triệu Lan vô ý gặp Mãng Hán. Bao Hưng nói với Trương Lão rằng, dám thỉnh Lão Trượng cùng đi với Đặng Cửu Như lên Đông Kinh ra mắt Tam Công Tử. Đặng Cửu Như được làm con nuôi của Công Tử, thời Lão Trượng cũng được theo săn sóc mà nhờ tấm thân. Chẳng rõ Lão Trượng nghĩ thế nào. Trương Lão nghe nói cả mừng tỏ ý vâng lời. Bao Hưng liền hối hả sắm sửa hành trang rồi cùng Cửu Như lên xe rong rủi. Lúc ra đi còn căn dặn người trong tiệm bánh rằng, nếu hàng gia gia có trở lại, thì nói rằng cùng nhau đã tới phủ Khai Phong rồi, lúc Bao Hưng và Trương lão ra khỏi lầu hội tiên thời Đinh Triệu Lan hỏi Bắc Hiệp Âu Dương Xuân rằng, khi nãy tên ác nô của Mã Can làm càng và Trương lão đã kể như thế, bụng anh nghĩ sao? Bắc Hiệp nói, "Hiền đệ, chúng ta cứ ăn uống, lo chi tới việc người ta." Đinh Song Hiệp nói thầm trong bụng rằng, đã lâu rồi ta nghe tiếng Bắc Hiệp võ nghệ siêu quần, hào hiệp vô tỷ, thế mà nay lại nói những lời như thế ấy. Mà thôi, có lẽ mới gặp nhau lần đầu nên còn hồ đồ như thế, vậy để ta dò ý người coi thế nào. Nghĩ đoạn bèn nói, chúng ta vẫn một lòng hào hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy, lẽ nào thấy việc bất bình lại nở làm thinh, theo ý tôi thời nên lập kế trừ phức chúng nó cho rồi, bắt hiệp khoát tay mà rằng, hiền đệ chớ nói như vậy, há chẳng nghe lời nói, trừng có mạch vách có tai hay sao. Song hiệp nghĩ rằng, ối, tiếng là hiệp sĩ mà gan như tép, mặt như đậu, thì còn làm được việc gì tiếc thay trong mình không có gươm đao được rồi tôi nay sẽ trổ tài cho y biết danh song hiệp à à ta nên cùng y ngủ chung một đêm nay chờ mê giấc sẽ mượn đao của y mà đi nghĩ như vậy liền nói thôi chuyện đâu bỏ đó chúng ta cứ việc ăn cơm bây giờ bụng đói lắm rồi bắt hiệp nói tôi cũng vậy hai người bèn kêu nhà hàng đem cơm thịt cùng ăn no tính tiền trả rồi đi xuống lầu ra tới đường lộ bây giờ trời đương đứng trưa triệu lan làm ra dáng mệt mỏi nói với bắc hiệp rằng ngày nay tôi đi đường mệt mỏi lắm muốn kiếm chỗ nghỉ tại đây ý nhân huynh tính lẽ nào bắc hiệp đáp phải chúng ta mới gặp nhau đáng lẽ cùng chuyện trò cho thỏa chí nhưng tôi cũng mệt lắm chúng ta đi kiếm chỗ nghỉ đi triệu lan nghe nói mừng lắm vừa đi tới cửa chùa hai người bèn dắt nhau đi vào thấy có một ông sải già bèn ra mắt tỏ ý xin ngủ nhờ một đêm sáng ra sẽ đền ơn tiền nhan khói Ông Sải vui lòng, đưa hai người tới chỗ có ba căn nhà sạch sẽ và tĩnh mịch lắm. Hai người bèn để hành lý vào đâu đó yên ổn, bắt hiệp mở túi gương treo lên trên vách. Đến chiều tối, hòa thượng đem cơm chay cho hai người ăn. Bắt hiệp có điều ngụ ý trước nên ăn rất lẹ làng, ăn xong há họng ngáp dài. Đinh Triệu Lan thấy vậy cười thầm trong bụng rằng, rõ là hạng người giá áo túi cơm, thế mà dám xưng là bắt hiệp, cười đoạn nói với bắt hiệp rằng, nếu nhân huynh có mệt thì xin nghỉ trước đi câu dương xuân đáp xin lỗi hiền đệ liệt huynh biết trong mình nhọc mệt nhiều nói rồi lấy gối gối đầu vừa nắm xuống thì đã nhắm mắt ngáy như sấm đinh triệu lan ngồi nhắm mắt định thần đến bước đầu canh hai bèn nai nịp gọn gàng với tay lên vách lấy túi gươm đeo vào mình chỉ nghe bắt hiệp ngáy to hơn nữa vội vàng bước ra khép cửa lại nhắm thái tuế trang đi tới đi được vài dặm đường xem lại đã đến nơi thấy trước mặt có một vòng tường rất cao, liền dậm chân nhảy vào, xem lại thì còn một vòng tường nữa mới tới trong bèn đi lại chân tường dậm chân nhảy lên trên đầu tường, thấy một bên có một cái phòng ló mái ra, nhắm thế qua được, bèn đi lần tới, vừa lẽ bước truyền qua, bỗng miếng gạch trên đầu tường tróc ra muốn rớt. Triệu Lan sợ để miếng gạch ấy rơi làm kinh động trong nhà, nên gắn ghiềm cẳng lại, rồi mới truyền qua phòng nhỏ rồi lại leo thẳng tới phòng lớn, ngồi trên nhìn xuống, thấy nào là con hầu đầy tớ chạy đi chạy lại hô cơm kêu thịt dân rượu lấy rau lăng xăng. Triệu Lan bèn nhân lúc chúng nó đi qua khỏi bò lần vào chỗ tối bên vách mà rình, nghe bên trong có tiếng của bọn nàng hầu năng nỉ rằng, sao thiên tuế uống rượu của mấy nàng kia, lại không dùng của chúng tôi, thế thời chúng tôi không vừa lòng, rồi nghe có tiếng đàn ông đáp, bọn chúng bay cả thảy là tám người, vậy cô gia phải theo thứ tự mà uống chứ, đinh song hiệp nghe xong nghĩ bụng rằng, hèn chi mà trương lão nói nó có ý làm phản có oan đâu. Nó dám xưng cô là quả, không trừ nó sao được cô gia, tiếng xưng hô của vua. Nghĩ rồi bò lần gần tới chỗ bày tiệc ôm đầu cục ngồi nhìn xuống, thấy mé bên kia cách một bức rèm, vắng vẻ không có ai bèn tuột xuống, đứng nép vào len lén nhìn qua. Thấy giữa bàn có một người trạc 30 tuổi ngồi chễm chệ, chung quanh rất nhiều tỳ thiếp cười cười giỡn giỡn buông ra những lời bất đạo vô quân, thời nổi giận với tay ra sau lưng rút đao ra, ai dè bảo đao mất từ lúc nào rồi, chỉ còn cái vỏ không mà thôi bây giờ trong tay không một tấc sắc biết tính làm sao đương lúc suy nghĩ bỗng nghe bọn tỳ thiếp la hoảng lên rằng không xong rồi không xong rồi đầu của thái tuế đã bị yêu tinh cắt mất rồi chúng nó vừa la vừa chạy làm rối rít cả lên đinh triệu lan nghe như vậy nghĩ thầm rằng yêu tinh nào biết trừ bạo trừ hung như vậy thôi ta khỏi phải lo nghĩ gì nữa trở về chùa cho xong nghĩ đoạn liền lén lén đi ra nhảy qua tường thứ nhất vừa đi được ít bước, thấy một người to lớn tay cầm cây nhảy tới đánh đập tứ tung, Đinh Triệu Lan tài cao mắt lẹ nên tránh trớ khỏi, song chỉ có hai tay không, chẳng lấy gì chống chọi lại. Đương lúc nguy hiểm bỗng thấy trên đầu tường có một người ngồi, tay sách vật chi không rõ, ném đại vào mình người to lớn kia, người to lớn bị ném té lăn. Triệu Lan liền nhảy tới đè, thời người ngồi trên đầu tường cũng vừa xuống kịp. Đình Triệu Lan nhìn kỹ lại thời chẳng ai đâu lạ, đó chính là người mà mình chê là mật thỏ nhát gan mà xưng hiệu bắt hiệp tên Âu Dương Xuân. Triệu Lan thấy vậy cả mừng, song lấy làm lạ một điều là trong tay bắt hiệp lại cầm bảo đao của y, người to lớn kia bị đè la to lên rằng, ơ hoa hồ điệp. Chúng ta kiếp trước có oan nghiệp chi sao mà anh em ta đều bị hại nơi tay mi. Triệu Lan nói, đại hán, chớ lên vô lễ, ai là hoa hồ điệp mà gọi như thế? Người to lớn nói, vậy chẳng phải là hoa sung đó hay sao? Triệu Lan nói, không phải, ta là Đinh Triệu Lan đây, người to lớn nói, vây thời tôi nhìn lầm rồi, Triệu Lan nghe nói lật đật buông người to lớn ấy đứng dậy, phủi bụi dùng cho, nhưng thấy trên vai người ấy có một vết máu, hỏi ra mới biết vật của Bắc Hiệp ném khi nãy là thủ cấp của Mã can liền bảo nhau rằng, chỗ này không tiện cho chúng ta chuyện vãn, xin hãy mau mau đi ra, ba người liền nhảy khỏi vòng tường thứ hai, ra tới ngoài đường trống. Đinh Triệu Lan liền hỏi người to lớn ấy rằng, Túc Hạ tên gọi là chi? Người ấy đáp, tôi tên là Long Đào, nhưng vì hoa hồ điệp hoa xung giết anh tôi là Long Uyên, nên tôi không lúc nào là không quyết ý báo cừu, nhưng tung tích của hoa sung bí mật lắm, khó mà rõ trước được. Mới đây, người trong bọn tôi là giả tinh tử Phùng Thất nói rằng có người vào nhà Mã Cang, tôi nghĩ chắc là hoa sung, té ra lại là hai ngày, tôi vẫn đã nghe tiếng song hiệp ở thôn Mạc Hoa, nay tình cờ lại gặp, may mắn biết bao, Triệu Lan Nhân tiện giới thiệu Âu Dương Xuân cho Long Đào, Long Đào cả mừng nói rằng, tôi có ý muốn tới cầu nhị vị giúp sức trả thù anh, song chưa dò hỏi được quý phủ, nay dịp may lại gặp, cúi xin nhị vị vui lòng giúp sức cho, nói đoạn cuối đầu lại. Triệu Lan đỡ dậy mà rằng, Túc Hạ bất tất phải làm như vậy, Long Đào đứng lên nói, tôi nguyên là kẻ sai dịch trong huyện này, hôm qua vân lệnh quan huyện đi dò phòng việc kính của Mã Cang và nhân tiện thăm tin tức của Hoa Hồ Điệp, Bắc Hiệp nói, mã can làm ác đã gặp tai trời vậy không còn lo chi nữa ngặt có hoa hồ điệp tôi không biết mặt nó thời tính làm sao long đào nói hoa hồ điệp là một vị thiếu niên công tử võ nghệ cao cường bên mí tóc hay cài một cây trâm hình bương bướng cho nên mới có hiệu là hoa hồ điệp thường nơi đông đảo thời y hay tới giả danh du ngoạn mà hễ gặp đàn bà con gái có sắc đẹp là bắt ngay hay tới nhà bức hiếp làm nhiều điều ác không thể kể xiết không nào đây nghe nói y lên Táo Quân Từ, vậy tôi tính phải theo lên đó mới được, bắt Hiệp nói, Táo Quân Từ ở đâu? Long Đào đáp, ở tại huyện này, sông cách xa 30 dặm, đó là một chỗ rất náo nhiệt. Song Hiệp Đinh Triệu Lan nói, hiện nay chúng ta còn phải trở về nhà ít lâu, vậy xin ước rằng, lúc tới đây sẽ cùng nhau hội tại Táo Quân Từ. Long Đào nhận lời rồi từ giả ra đi. Hai người liền đi về chùa thay đổi y phục. Triệu Lan mở giỏ đao trả lại cho Bắc Hiệp và hỏi rằng, tại cách nào mà nhân huynh lại lấy đao đặn? Bắc Hiệp nói, lúc hiền đệ ngồi xuống lượng cục gạch trên đầu tường để qua một bên, thời đao này đã vào tay tôi rồi, Triệu Lan nói, tài của nhân huynh thật em xin bái phục, song còn một điều lạ, là tỳ thiếp của mã can la hoảng là yêu tinh ấy bởi cớ làm sao? Bắc Hiệp đáp, chúng ta vì lòng nghĩa hiệp mà làm việc cho nên phải giữ gìn cho người khỏi biết mặt và không mang tiếng, song hiệp nói, phải nhân huynh nghĩ thế ấy thật hay, bắt hiệp cả cười móc trong đẩy ra món đồ đưa cho Triệu Lan coi và nói, đây hiền đệ coi vật yêu quái này. Triệu Lan tiếp lấy xem, đó là ba cái mặt giả bằng da, hèn cười rằng, từ nay em mới rõ nhân huynh là người hai mặt, bắt hiệp nói, tôi không phải là người hai mặt, song lúc cần dùng tới mới đem ra làm quỷ làm yêu, chuyến này đội mặt giả giết mã can thật hay lắm. Hồi 60, vào đại phu cư, uống rượu gặp người ngang tới biện gia chung, trọng bạc khuấy kẻ dữ. Triệu Lan nghe Bắc Hiệp nói, bèn hỏi rằng, thế nào gọi là hay? Bắc Hiệp đáp, Mã Cang là người gì mà dám xưng cô xưng quả? Mà không, nếu nó là một người nhà giàu thường, mà hiền đệ giết một cách rõ ràng, chúng nó báo quan là giặc cướp giết người giật của, e hiền đệ cũng mang nguy, huống tại triều nó có quyền thế thời cũng không nên giết bằng cách minh bạch được. Như việc của tôi làm đây, bọn tỳ thiếp cũng chỉ thấy quỷ mặt xanh tóc đỏ, chớ có biết ai mà báo cáo, và quan địa phương cũng khó mà liệu đoán được, đó có phải là một điều hay hay không. Đinh Triệu Lan nghe nói bái phục lắm. Hai người chuyện vãn đến nửa đêm mới ngủ, sáng ra dân chút ít tiền hương khói cho hòa thượng rồi ra khỏi chùa. Triệu Lan mời Bắc hiệp thừa dịp ghé chơi tại thôn Mạc Hoa. Hàng chương, từ khi ở tiệm bánh của trương lão đi ra Khánh Châu, dọc đường nghe kẻ qua người lại sầm xì những việc của hoa hồ điệp làm, hàng chưa nghe câu được câu mất, không biết hoa hồ điệp là ai. Ngày nọ đương đi, trong bụng đó như cào, tìm quanh kiếm quán, chợt thấy trong cụm rừng tùng phất phơ lá cờ chiêu khách, biết đó là quán rượu, bèn đi riết tới cửa thấy trên có treo tấm biển ba chữ đại phu cư, bèn bước vào trong thấy có hai cái bàn, một bên lóc một bộ chõng che, có ông già đương ngồi ngủ gục, bèn đằng hắn một tiếng, ông già giật mình hỏi rằng, thưa khách quan muốn uống rượu hay dùng vật chi? Hàng chương nói, tôi muốn uống rượu, và ăn lót lòng ít nhiều. Ông quán liền đi hâm một bầu rượu đem ra rồi trở vào bưng đồ ăn. Hàng chương thấy các món ăn toàn rau đậu không có vật gì vừa miệng liền hỏi, còn có món chi nữa hay không? Ông quán nói, còn một thứ trứng gà xào đậu hũ. Hàng chương bảo ông quán xào một đĩa. Ông quán vừa quay lưng đi vào, thấy ngoài cửa bước vào một người tuổi trạc 30, miệng kêu rằng, bớ đậu lão trượng, mau hâm cho tôi một bầu rượu, rồi sẽ có chuyện nói. Đậu lão hỏi, vậy chớ trang đại gia đi đâu mà coi bộ vội vàng vậy? Người ấy đáp, nguyên cháu tôi là xảo thư đi đâu mất, nên chị tôi khóc lóc quá, cậy tôi đem tin cho anh rể tôi hay. Hàng chương thấy người ấy có vẻ thanh tú liền đứng dậy mời cùng ngồi. Người ấy ngồi yên, thấy đậu lão bưng rượu ra tới bèn nói, khi nãy tôi có thấy bầy gà giò đương bươi ăn trước cửa, vậy cảm phiền đậu lão trượng để lại cho tôi một con, để chúng tôi làm đồ uống rượu. Đậu lão bèn đáp, được, nhưng mà phải trả tiền cho tôi nới nới một chút. Người ấy nói, có hề gì, tôi xin trả cho ông hai tiền, được không? Đậu lão nghe nói cho hai tiền, mừng lắm, liền đi bắt gà. Bấy giờ hàng chương và người ấy ngồi vào chuyện vãn hỏi họ tên nhau, mới biết người ấy là trang trí hòa ở làng bên kia. Hàng chương hỏi, khi nãy nghe Trang Huynh nói có việc cần phải cho anh rể hay, thế mà còn trù trừ nơi đây, e rể việc đi chăng? Trang Trí Hòa đáp, không ngại gì, vì tôi muốn phải ở đây dò xét trước đã, rồi lập tức cho anh rể tôi hay, chắc anh ấy cũng chẳng có kế gì, tốt hơn là tự tôi dò xét trước. Nói vừa tới đó, thấy ngoài cửa bước vào một người, kêu đậu lão bảo hâm rượu, rồi ngồi chồng hổn trên ghế, nên mặt hết mũi coi bộ làm phách lắm, song hàng chương không thèm để ý tới đậu lão bưng bầu rượu ra để trước mặt người nọ anh ta liền thò tay rót rót xong bắt đậu lão phải hâm lại và rầy rằng bán thì muốn lấy tiền mà hâm rượu thì làm biến đậu lão yếu thế phải bưng vào hâm lại rồi bưng ra người nọ lại biểu phải rót ra rồi hỏi tới đồ ăn đậu lão cũng bưng các món như bưng cho hàng chương khi nãy người nọ nhướng mắt nói rằng buôn bán như vậy ai ăn cho được còn có món gì nữa không đậu lão đáp thời ở chốn quê mùa rừng rú chỉ có bấy nhiêu là cùng chớ làm sao cho có đồ cao lâu mỹ vị. Người nọ thấy đậu lão đáp như vậy liền giơ tay bước tới muốn đánh. Đậu lão thất kinh lui lại, người nọ đi thẳng vào bếp, hít được mùi thơm ngon, liền bước tới xem thấy trên nồi có một con gà vừa mập vừa tơ đương nấu bèn nói, thế này mà mi dám nói không có món gì ngon. Đậu lão lật đật đáp lại, món đó hai ngày đây đã chịu tốn hai tiền mua dùng làm đồ uống rượu, nếu đại gia bằng lòng cho hai tiền tôi sẽ làm thịt con khác nấu cho mà dùng người nọ đáp bây giờ không biết hai tiền ba tiền gì ta cứ lấy món này ăn trước rồi mi sẽ làm thịt con khác cho chúng nó nói đoạn múc con gà ra đĩa bưng đi ra đậu lão nói đại gia không được làm như vậy phải có người trước người sau chứ người nọ nói không trước sau gì ráo ta gấp ăn thì ta ăn trước chớ đợi không được mi bảo chúng nó đợi nấu cái khác rồi sẽ ăn hàng chương ngồi ngoài nghe như vậy máu giận đã sôi chờ người nọ bưng ra vừa tới liền đứng dậy đạp cho một đạp mâm đĩa đều đổ, đổ cả vào mình vào mặt, người nọ la một tiếng ngã lăn xuống đất, mặt mũi tay chân đều bỏng hết. Hàng chương vừa muốn bước tới đánh thêm, đầu lão liền can lại, người nọ biết thế khó đương bèn đứng dậy coi bộ khép nép, rồi bỏ ra chuồng thẳng. Người nọ đi rồi, trang trí hòa cùng hàng chương cũng tính tiền trả và ra khỏi quán. Đầu lão thấy khách về hết, mới lượng con gà phủi bụi đất sạch sẽ, để vào nồi nấu lại và hâm một bầu rượu bưng ra ghế ngồi ăn uống chơi vừa bưng ly rượu lên bỗng thấy hàng chương trở lại lật đật để xuống đứng dậy mà hỏi rằng sao quan khách chưa đi còn điều chi dạy bảo chăng hàng chương đáp tôi xin hỏi lão trượng vậy người đó tên gì và ở đâu đầu lão nói khách quan hỏi làm chi nó có xứng đáng gì đâu mà cần phải gây gỗ hàng chương nói tôi chẳng có sức đâu mà gây gỗ với ai cả chỉ cần biết được tên họ và chỗ ở của nó mà thôi đậu lão nói vậy quan khách không biết cách đây năm dặm có một nơi tên là biện gia chung có một nhà giàu có chủ nhà là biện long đó hay sao đứa khi nãy là con nuôi của biện long tên biện hổ biện long tự xưng mình là thiết công kê là người rất tham lam ngang ngược lại nuôi rất nhiều con nuôi cũng không khác gì ý cha biện hổ thường tới đây ăn uống song chẳng khi nào trả tiền tôi không biết làm sao chỉ bóp bụng chịu ép mà thôi. Hàng chương hỏi, tại biện gia chung có ai cho mướn phòng ngủ hay không? Đậu lão đáp, đó chẳng qua là một nơi thôn trang, làm sao cho có phòng ngủ, duy cách đây ba dặm, chỗ đó gọi là trấn tan hoa thời có. Hàng chương hỏi thăm rành rẽ rồi, liền từ giả nhắm trấn tan hoa đi tới. Tới nơi hàng chương mướn phòng để yên hành lý, tối lại thay hình đổi dạng ẩn bóng đi qua biện gia chung, leo rào nhảy vách vào nhà lớn, leo lên nóc hé ngói nhìn xuống thấy có một ông già miệng nhọn đương cầm cân, cân nhắc những đỉnh bạc trên bàn, thêm bớt nặng nhẹ không biết mỏi, cộng cả thảy có tới 200 lượng, dùng giấy gói lại làm bốn phong rồi lấy dây ràng chắc lại, ký tên làm dấu, đoạn giao cho tiểu đồng bọc vào áo, đốt đèn đem ra nhà sau, còn mình cất dẹp cân. Hàng chương thấy cơ hội như vậy bèn tuột xuống đất đi riết tới trước ngồi nút, chờ tiểu đồng đi qua liền đưa chân ra trận, tiểu đồng vấp phải ngã nhào xuống đất, cái đèn cũng tắt, bèn la trên rỉ lên. Ông già trong nhà nghe bèn hỏi, sao mà vấp ngã vậy? Tiểu đồng liền sách lồng đèn tắt vào vừa đốt lại vừa nói, tôi vừa ra khỏi cửa vấp phải một vật gì không biết. Ông già liền rầy rằng, bây giờ mày hay có tính sớn sát như vậy à? Nói rồi đi theo tiểu đồng ra xem, thì mấy gói bạc đã mọc cánh bay đi đâu mất. Ông già ấy tức là biện long thấy bạc đã mất, liền hét to lên rằng, con quỷ nhỏ này mày giấu bạc ở đâu, mau mau chỉ ra không thời chết. Tiểu đồng thấy vậy khóc quà. Biện hổ ở nhà sau nghe tiếng, chạy ra hợp sức với cha, tìm cùng nơi khắp chỗ cũng không thấy bèn kéo cổ tiểu đồng vào nhà, tính sẽ ra tay trừng trị. Ai dè vào tới nhà, thấy trên bàn có một tờ giấy, trên giấy viết chữ đại ý nói rằng. Ta đi ngang qua đây, biết nhà mi độc ác mà giàu nên ta tạm lấy đỡ bốn phong, sau này sẽ trả, nếu mi không tin, nghi hại tiểu đồng ta sẽ trở lại lấy đầu lập tức. Cha con biện hổ thấy vậy thất kinh tha tiểu đồng mà cũng chẳng dám phô trương việc đó ra.